Xin chào các bạn, và nhằm đem đến cho các bạn chuyên mục mỗi ngày một video độc lạ thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc smartphone được coi là đắt nhất trong năm 2018. Đó chính là chiếc Virtu Asper P, và chúng ta cùng bắt đầu video để tìm hiểu nó thôi nhé. Vài ngày trước thì Virtu đã gửi vé mời đến sự kiện ra mắt chiếc điện thoại mới sau hơn 1 năm kể từ ngày tuyên bố phá sản. Và hiện tại thì thương hiệu Virtu đã có chủ mới và smartphone mới mang tên là Virtu Asper P được trình làng tại Trung Quốc. Về thiết kế thì Virtu Asper P được làm thủ công tại Anh giống như các mẫu điện thoại Virtu khác. Và mỗi chiếc điện thoại sẽ được chế tác bởi một thợ thủ công lành nghề. Và chữ ký của người thợ sẽ được khắc tên trên chiếc điện thoại. Asper sẽ có khung bằng titan ở mức 5 và màn hình sẽ được làm bằng một khối sapphire 133 carat. Chất liệu titan cứng hơn gấp đôi so với thép nhưng nhẹ hơn rất nhiều, trong khi sapphire chỉ kém kim cương về độ cứng. Và mặt sau của máy được bao phủ bằng da, có thể tùy chọn là da cá sấu hoặc da thằn lằn. Và nút kích hoạt quản gia màu đỏ ruby vẫn được trang bị. Asper P được hỗ trợ 2 SIM và 2 cây SIM nằm dưới hai cánh kim loại, có thể mở lên như một cánh chim, hay là khá giống cửa của các mẫu siêu xe. Bên dưới cánh kim loại là khắc tên thợ thủ công được làm chiếc điện thoại đó. Về thông số thì nếu quan tâm với Virtu thì cái tên Asper cũng không xa lạ gì cho các bạn. Năm 2014 thì Virtu đã trình làng chiếc Asper đầu đời của mình với con chip Snapdragon 801. Tuy nhiên thì Asper P mới sẽ không dùng con chip cao cấp mà chỉ được trang bị con chip tầm trung Snapdragon 660, 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Máy sẽ có màn hình AMOLED có kích thước 4,9 inch, độ phân giải Full HD, vẫn là tỷ lệ màn hình là 16:9. Phía trên màn hình sẽ là camera 20MP, khẩu độ f2.2, trong khi đó là phía sau sẽ là camera 12MP. Chiếc điện thoại này sẽ chạy Android 8.1 Oreo và có pin là 3200mAh. Hỗ trợ Quick Charge 3.0 và nó sẽ có cổng sạc USB Type-C, kết nối NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3 tầng kép và LTE. Và nút quản gia đặc biệt cho phép người dùng Asper P truy cập vào dịch vụ hỗ trợ 24/7 đẳng cấp cao. Virtu cũng sẽ cung cấp cho chủ sở hữu chiếc Asper P quyền tham gia những sự kiện đặc biệt. Và bạn nào chưa biết về những đặc quyền đó thì mình sẽ tóm tắt như sau. Virtu Live sẽ mang đến những cơ hội tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp và độc quyền, các sự kiện sang trọng và các câu lạc bộ đặc quyền, cùng khả năng mua sắm tại các cửa hiệu độc quyền và nhiều thương hiệu chứ danh trên thế giới với bất kỳ thời gian nào, dù đó là ngày nghỉ hay là ngày lễ. Chỉ cần một nút bấm chuyên dụng thì những dịch vụ đặc quyền mà chỉ có những chủ nhân của Virtu mới xứng đáng được tận hưởng. Virtu Consider là một dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ phong cách sống, phủ sóng 24/24, còn Virtu Signature thì sẽ là dịch vụ để bảo vệ khách hàng. Điện thoại Virtu cũng như dữ liệu của họ sẽ được thông qua tính năng liên lạc đã được mã hóa Silent Cycle, và theo đó thì nếu bị rơi vỡ trong quá trình sử dụng thì điện thoại sẽ được thay mới miễn phí các chi tiết hư hỏng. Ngoài ra thì các sự liên kết với dịch vụ của BSG, cả khách hàng và điện thoại lẫn dữ liệu khách hàng đều được bảo vệ. Dịch vụ Silent Cycle sẽ được cho phép khách hàng thực hiện các cuộc gọi đàm thoại và tin nhắn tuyệt mật mà không có hệ thống an ninh nào có thể truy cập được. Đây còn được xem là hệ thống băng tần viễn thông chỉ dành riêng cho khách hàng Virtu. Và phiên bản màu đen sẽ có giá là 5.167 USD, trong khi màu vàng sẽ có giá lên tới là 14.146 USD, và máy sẽ được lên kệ vào ngày 30 tháng 10 sắp tới đây. Ngoài ra thì Asper P sẽ có viên tản đặc biệt là Baroque với màu cam, màu xanh và màu nâu. Virtu cũng cho phép bạn tùy chỉnh thiết kế của Asper P bằng cách thêm đá quý và chọn kiểu dáng tùy thích. Và các bạn thấy sao về chiếc điện thoại này thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên, Diện Thông Minh cũng đang cung cấp rất nhiều mẫu smartphone ngon bổ rẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.